Đảng đối lập chính của Ấn Độ tổ chức biểu tình chống đầu tư nước ngoài vào ngành bán lẻ, tin từ Tân Delhi. Các nhà lãnh đạo và các nhà hoạt động của đảng đối lập chính Bharatiya Janata tại Ấn Độ đã tổ chức các cuộc biểu tình trên toàn quốc để phản đối đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào thị trường bán lẻ trong nước. Tại thủ đô Tân Delhi, Chủ tịch đảng ông Nitin Gadkari đặt thắc mắc về sự khôn ngoan của chính sách và tuyên bố có sự tham nhũng và hối lộ. Nhiều nhà hoạt động của đảng Bharatiya Janata cũng đã tập trung tại Hyderabad ở tỉnh miền Nam Andhra Pradesh để phản đối vấn đề này. Một cuộc biểu tình tương tự cũng được tổ chức tại tỉnh láng giềng Tamil Nadu. Tại thủ phủ Chennai, những người ủng hộ đảng Bharatiya Janata mang biểu ngữ và affiche xuống đường để biểu tình. Nói chuyện với những người biểu tình, Chủ tịch chi nhánh đảng tại tỉnh Tamil Nadu là ông Pon Khadhikrishnan cho biết họ sẽ tiếp tục biểu tình dưới chính phủ liên bang do đảng Quốc đại lãnh đạo không nhân nhượng. Chính phủ đã thông qua chính sách gây tranh cãi cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận lĩnh vực bán lẻ vào ngày 15 tháng 9.